bản tin bóng đá ngày 10 tháng 4. Xuân Trường tỏa sáng giúp Buriram lập kỷ lục. Quế Ngọc Hải ra sao sau án phạt? Lương Xuân Trường tiếp tục được cất trên băng ghế dự bị trong ngày Buriram đón tiếp Beijing Guoan tại AFC Champions League vào đêm qua, sau 6 trận bị lãng quên. Tuy nhiên, với sự trình diễn nhạt nhòa của cựu tuyển thủ Zakafan Kaprom, thì huấn luyện viên Bojida Badovic đã quyết định tung Xuân Trường vào sân ở phút thứ 79 của trận đấu. Phát huy được sự hiệu quả, tiền vệ gốc Tuyên Quang có đường kiến tạo giúp cho Suphanat ghi bàn chỉ sau 1 phút được tung vào sân. Pha bóng này đã giúp cho Xuân Trường giải tỏa và lấy lại phần nào niềm tin nơi vị huấn luyện viên 49 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, cựu tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã góp phần tạo nên một kỷ lục mới tại AFC Champions League. Đó là người nhận đường kiến tạo của Xuân Trường và ghi bàn là Suphanat đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Trang Fox Sports ASEAN sau trận đấu đã có phần bình luận về tình huống này. Suphanat đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà Buriram United ở phút thứ 80. Nhận đường truyền từ Lương Xuân Trường, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Suphanat đã xâm nhập vào vòng cấm và hạ thủ thành của đội bạn. Bàn thắng này cũng đã giúp cho Suphanat lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất tại AFC Champions League, phá vỡ thành tích của Takashi Usama khi còn thi đấu cho Gamba Osaka và ghi được bàn thắng ở tuổi 17-14 ngày. Có thể nói, đây là một mốc son đánh dấu sự trở lại của Lương Xuân Trường nơi hàng tiền vệ của Buriram United. Tuy hơi ngắn ngủi, chỉ hơn 10 phút, nhưng nó lại lung linh hơn cả 3 trận đá chính từ khi anh mới gia nhập đội. Còn nhớ trong trận giao hữu, trước khi Thái Lít năm 2019 khởi tranh giữa Buriram và Nakhon Ratchasima, ở đó thì Xuân Trường được xếp đá chính. Đau đớn thay, chính pha làm mất bóng của số 21 đã gián tiếp giúp cho đội bạn chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa, ấn định tỷ số 1-1. Màn ra mắt không mấy ấn tượng đó đã khiến cho Xuân Trường mất điểm trong mắt của người thầy của mình. Và ở hai trận đấu sau đó của Thái Lít, anh vẫn được đá chính nhưng luôn được thay ra ở nửa đầu hiệp 2. Để rồi từ ngày 1 tháng 3 cho đến trước đêm qua là ngày 9 tháng 4, thì người hâm mộ không còn thấy Xuân Trường cống hiến cho Buriram một phút nào. Anh dường như đã bị lãng quên, thậm chí là truyền thông còn dành từ ngữ ví von là giam lỏng. Tuy nhiên, kỹ thuật và đẳng cấp là điều chưa bao giờ phai nhạt ở tiền vệ sinh năm 1995. Điều đó đã chứng tỏ trong pha kiến tạo cho Suphanat như kể trên. Ở tình huống đó, nhận đường truyền của đồng đội, Xuân Trường lập tức có cú chạm bóng tinh tế, đưa bóng vừa tầm với đà băng xuống của cầu thủ số 54. Trong một tích tắc, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra một quyết định nhanh cùng với đường truyền hợp lý. Pha kiến tạo một chạm này đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam không khỏi nhớ đến những đường bóng thêu hoa dệt gấm của U19 Việt Nam tại năm 2014, nơi mà Xuân Trường cùng với Tuấn Anh là hạt nhân của lối đá ít chạm, di chuyển thông minh và khiến cho đối thủ không kịp trở tay với những pha lên bóng tốc độ. Giờ đây, Xuân Trường đã có thể có niềm tin sau khi để lại điểm nhấn trong trận đấu đêm qua. Với pha kiến tạo này, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều vì đã chung tay vào một bàn thắng mang tính lịch sử của câu lạc bộ. Và với những nỗ lực không biết mệt mỏi của cá nhân Trường Híp thì người hâm mộ Việt Nam rất mong anh sẽ có được suất đá chính trong tương lai. Xuân Trường kiến tạo điệu nghệ, Buriram United vẫn thua ở cúp C1 châu Á. Tiếp đón Bắc Kinh Quốc An trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 bảng G AFC Champions League, Buriram United đã tỏ rõ quyết tâm có điểm. Tuy nhiên, đại diện của Thái Lít sớm bị dội gáo nước lạnh khi câu lạc bộ đến từ Trung Quốc có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, sau pha dứt điểm một chạm tinh tế của Bakambu. Dính bàn thua sớm, Buriram đã rất nỗ lực vùng lên để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng thì đội chủ nhà dính đòn hồi mã thương ở phút thứ 29. Lần này thì cái tên ghi bàn cho Bắc Kinh Quốc An vẫn là Bakambu, đệm bóng tung lưới của Savarak, với kịch bản giống như là bàn mở tỷ số. Chỉ khác, người kiến tạo lần này là Renato Augusto. Hiệp 2 trở lại chưa đầy 10 phút, Buriram lần thứ 3 bị thủng lưới. Sau cú sút chéo góc của Wang Gang khiến thủ môn không thể bắt dính, thì Bakambu đã lao vào và đá bồi dễ dàng hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Lúc này thì huấn luyện viên Bandovic buộc phải đưa Xuân Trường vào sân.
Và ngay ở pha chạm bóng đầu tiên ở phút thứ 80, tiền vệ người Việt Nam đã có đường chọc khe, một chạm, đầy tinh tế cho Suphanat thoát xuống đánh bại thủ môn của đối phương, rút ngắn xuống còn 1-3. Trong những phút còn lại, Xuân Trường và các đồng đội dù đã rất nỗ lực nhưng không thể có thêm một lần xé lưới đại diện Trung Quốc. Thất bại lần này khiến cho Buriam tuột mất vị trí thứ 3 vào tay đối thủ sau lượt trận thứ 3 bảng G AFC Champions League. Đối thủ đội tuyển Việt Nam tại King Cup, Curacao mạnh cỡ nào? Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Tứ Hùng King Cup được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 6 tới. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên và từng chào đón sự góp mặt của rất nhiều danh thủ nổi tiếng thế giới như là Peter, Ronaldinho hay là Cafu, Kahler, Rivaldo. Đội tuyển Curacao là một quốc gia ở khu vực Caribbean. Đội tuyển quốc gia nước này hiện đang xếp vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Và theo cách phân chia cặp đấu của chủ nhà Thái Lan, thì đây chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại King Cup. Với người hâm mộ của bóng đá Việt Nam, Curacao là một cái tên xa lạ, thậm chí là nhiều người lần đầu tiên nghe tới đất nước này. Trước đây, Curacao là một vùng đất tự trị của Hà Lan ở hải ngoại. Kể từ năm 2010, Curacao đã tách ra và trở thành một quốc gia cấu thành nên Vương quốc Hà Lan. Dù không phải là đội bóng lớn trên thế giới, nhưng nếu xét về mặt bằng với đội tuyển Việt Nam thì Curacao thực sự là đáng gờm khi có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Đây sẽ là dịp tốt để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có dịp cọ sát với các đội bóng mạnh ngoài khu vực châu Á. Diện tích của Curacao khoảng 441 km², chỉ bằng 1/8 diện tích của thủ đô Hà Nội. Dân số năm 2017 vào khoảng hơn 160.000 người. Con số quá nhỏ so với 90 triệu dân của Việt Nam hiện nay. Tháng 3 năm 2011, Curacao đã xuất hiện trong danh sách thành viên FIFA với tư cách là đội bóng kế thừa của Antilles Hà Lan trước đây, giống như là Séc thay thế Tiệp Khắc hay là Nga thay thế Liên Xô. Trận đấu quốc tế chính thức giữa đội tuyển Dominica vào ngày 20 tháng 8 năm 2011. King Cup năm 2019 là lần thứ 47 được tổ chức tại sân vận động của Buriam Anitit từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Bốn đội tuyển tham dự sẽ chia thành hai cặp đấu. Hai đội thắng sẽ tham dự trận chung kết. Trong khi đó, hai đội thua sẽ chơi trận tranh hạng 3. Toàn bộ các trận đấu tại King Cup được FIFA và AFC chứng nhận là trận đấu quốc tế hạng A. Lịch thi đấu dự kiến của King Cup năm 2019. 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2019. Việt Nam đấu với Curacao. 19 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6. Thái Lan và Ấn Độ. 16 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6. Tranh hạng 3. Và đến 19 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 thì sẽ diễn ra trận chung kết. Mới ngồi ghế nóng, huấn luyện viên Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam vô địch King Cup năm 2019. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã bổ nhiệm ông Sirisak làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Chùa Vàng sau bất lực trong việc tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại. Huấn luyện viên Sirisak cũng chính là người dẫn dắt Thái Lan tham dự King Cup năm 2019. Ngay sau khi ngồi vào ghế nóng của bóng đá xứ Chùa Vàng thì huấn luyện viên Sirisak có những phát biểu khá mạnh mẽ, đặc biệt là giải đấu King Cup năm 2019 sắp sửa diễn ra tại Thái Lan. Ở King Cup năm nay, chúng tôi muốn giành được chức vô địch. Nếu muốn làm được điều này, chúng tôi phải đánh bại tất cả các đối thủ. Các cầu thủ sẽ được lựa chọn dựa trên phong độ hiện tại, nên bất cứ ai thể hiện tốt cũng đều có cơ hội được gọi lên đội tuyển quốc gia. Ở giải đấu lần trước, chúng tôi đã để lỡ danh hiệu một cách đáng tiếc. Với lòng tự trọng của tôi, các cầu thủ và mọi người dân Thái Lan, chúng tôi có trách nhiệm phải chiến đấu và nỗ lực với tất cả những gì có thể. Xét về thứ hạng các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA, tân tuyển trưởng của Thái Lan, ông Sirisak đã cho biết. Cả ba đội khách mời dự giải năm nay đều có thứ hạng cao hơn chúng tôi và đều rất mạnh. Curacao có nhiều cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, trong khi Việt Nam là đối thủ cũng rất đáng gờm. Các trận đấu dự báo sẽ rất khó khăn, nhưng với ưu thế là đội chủ nhà, được sự cổ vũ của đông đảo khán giả cùng với niềm tin vốn có, tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể đánh bại mọi đối thủ. Trước đó thì huấn luyện viên Sirisak là trợ lý của huấn luyện viên Milovan tại ASEAN Cup năm 2019.
Sau khi FAT sa thải huấn luyện viên người Serbia, thì ông đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Hạ Jordani, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng loại Olympic năm 2020. Thắng Hồng Kông ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam đã gần như cầm chắc tấm vé vào vòng loại thứ ba Olympic năm 2020. Dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất để đối đầu với Jordani. Trước đối thủ đang trẻ hóa với nhiều cầu thủ ở lứa U20, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận. Trong hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần của Jordani. Tuyển nữ Việt Nam được hưởng đến 4 quả phạt góc, nhưng tiếc là bàn thắng thì chưa đến. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Tuyển nữ Việt Nam vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu trước sự kháng cự yếu ớt của đại diện Tây Á. Các cô gái Việt Nam đã hai lần chọc thủng lưới của đối thủ ở các phút từ 65 và 67 do công của Nguyễn Thị Vạn và Huỳnh Như để ghép lại trận đấu với chiến thắng với tỷ số 2-0. Về cuối trận, Jordani được hưởng một quả phạt đền, nhưng cầu thủ của đội bạn đã thực hiện không chính xác. Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của môn bóng đá nữ Olympic năm 2020 cùng với Australia, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Thái Lan và Myanmar. Còn mùa suất cuối sẽ là sự cạnh tranh giữa Đài Bắc Trung Hoa và Iran. Tại vòng loại thứ 3 có 8 đội tham dự, được chia làm 2 bảng. Chọn các đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng loại cuối cùng. Dự kiến, vòng loại cuối cùng của môn bóng đá nữ Olympic năm 2020 diễn ra vào tháng 2 năm 2020.